Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì tôi lại muốn giới thiệu tới quý vị một cái tác phẩm mà cứ mỗi dịp xuân đến thì rất nhiều người lại thích những cái chủ đề này. Đây là một cái bối cảnh và được một cái anh khách, anh ấy đưa ra cho chúng tôi một cái yêu cầu. Đó là Tết này thì bố của anh đấy sẽ là tổ chức một cái lễ mừng thọ 70. Thế thì anh ấy đặt ra vấn đề đó là bây giờ em sẽ làm thế nào để có được một cái tác phẩm chúc thọ mà nó phải độc lạ và không bị đụng hàng. Thế thì chúng tôi đã sáng tạo và đưa ra cái ý tưởng để có thể làm ra một cái bức tiểu cảnh, bởi vì trong nhà anh ấy thì đã có rất nhiều những cái tranh để treo rồi, còn khu vực phòng khách ấy thì là đang chưa có cái đồ để bày biện. Chính vì như thế thì chúng tôi đã sáng tạo ra một cái chủ đề có tên là chúc thọ. Ở trên màn hình thì quý vị đang nhìn thấy chúng tôi vẽ một cái bức tranh chúc thọ, và đây là cái bố cục của bức tranh khi mà tôi chụp từ đằng trước chụp lại, và đây là một cái cục phôi gỗ xá xị nó rất là dày, và đây là cái bước đầu tiên khi sau khi mà chúng tôi dán mẫu lên trên gỗ thì chúng tôi bắt đầu làm những cái công tác đầu tiên là hạ nền để có thể tạo được ra nhiều những cái tầng lớp kênh bong. Sau khi mà hạ nền và phá khối cơ bản thì nó đã ra được cái hình khối như này. Thì quý vị nhìn ở trên đây thì sẽ thấy đó là những cái bố cục đầu tiên. Đó là có ông cụ già này, đấy, có những đứa trẻ này, với những cái trò chơi, rồi có những cái phối cảnh. Đó, và những cái phối cảnh này thì nó tạo ra các cái tầng lớp chia ra. Bởi vì cái phôi gỗ của chúng tôi thì nó có cái kích thước là dài 78 cm, cao 50 cm, và nó dày, cái bề dày của nó là hơn 20 cm. Vậy thì với một cái bề dày nó lớn như thế thì chúng ta phải chia được nhiều những cái tầng lớp và chia được ra những cái bố cục trước sau và xa gần. Cụ thể trên cái bức tranh này chúng tôi đã chia ra rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau. Và đây là cái khâu phá khối. Cái khâu phá khối như này thì quý vị nhìn thấy nó đã ra những cái ở vị trí của từng em bé, từng cái người đứng ở trên. Bức hình mà chụp đứng như này thì quý vị mới nhìn thấy rõ hơn, đó là cái chiều rộng của cái phôi gỗ này nó rất là lớn, đúng không? Đấy, từ cái mép ở bên đây sang đến mép sau. Và cái mép sau này thì chúng tôi để với ý đồ là sẽ làm những cái hàng cây, hàng núi. Còn lại thì ở bên trên đây là có những cái con chim hạc bay về. Bởi vì trong một cái tích nói về chúc thọ thì chắc chắn không thể thiếu được những cái cấu trúc ở bên trong, ví dụ như là cây tùng, ví dụ như là chim hạc, hay ví dụ như là con hươu, hay còn gọi là con lộc. Đấy là những biểu tượng trong văn hóa dân gian của Việt Nam để biểu trưng cho cái việc là có sức sống trường thọ. Và chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải cho vào ở trong bức tranh này. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là chúng tôi phải phối cảnh làm sao để vừa tạo được ra cái nét đẹp của thủ công và lại vừa đảm bảo được cái bố cục nó chặt chẽ và nó đảm bảo cái sự tinh tế. Đó thì quý vị nhìn thấy là nó đã chia ra những cái lớp ở trên đây. Những cái em bé bắt đầu đứng độc lập giống như là một pho tượng, không còn là những cái mặt tranh. Mặt tranh làm dày 5, 7 hoặc là 10 cm như này thì thậm chí những em bé nó còn có lưng dính ở dưới cái nền tranh. Nhưng quý vị nhìn thấy là trên cái phôi tiểu cảnh này thì có những em bé này đang đứng độc lập. Đó. Coi như là chúng tôi đang đục tứ diện giống như là một pho tượng. Thì điều đấy là nó tạo nên một cái không gian nhìn nó sẽ đa chiều hơn, và cái kỹ thuật làm nó cũng sẽ phải lâu hơn và kỹ hơn. Đây là cái phá khối đây quý vị. Đây ở những cái ảnh này thì quý vị đã nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Đây là cái ảnh bắt đầu đi vào chi tiết. Thì trên cái phôi ảnh này thì quý vị đang nhìn thấy đó là có ba em bé ở cái tư thế là đi trên một cái cầu, và sau đó là có một em vác cành đào, một em ở đằng sau đỡ. Sở dĩ là nó hơi cường điệu một chút là quả đào từ trước đến nay mình nhìn thấy quả đào to nó cũng chỉ cỡ như này, nhưng tại sao chúng tôi làm quả đào to ra, bởi vì quả đào cũng cái quả mà tượng trưng cho điềm lành. Bởi vì trong những cái tích ở trong phim Tây Du Ký thì quý vị cũng nhìn thấy đó là hội bản đào đó, ăn quả đào 1.000 năm thì sống đến cả 1.000 năm. Trong cái bối cảnh này thì quý vị nhìn thấy là chúng tôi đã bắt đầu ngoài cái việc phá thô giống như em bé bên tay trái đây, thì bắt đầu chúng tôi đã đi sâu vào các cái chi tiết. Và đây thì chưa phải là chi tiết hẳn, mà đây là bắt đầu đi vào các cái đường nét, ví dụ như quần áo, chân tay, rồi những cái quả đào, và
lát nữa bắt đầu chúng tôi sẽ làm đến mặt mũi. Thì như vậy là quý vị sẽ nhìn đấy là một cái sản phẩm kỹ càng, thì chúng tôi phải đi qua rất nhiều các cái công đoạn. Và cái sản phẩm này thì chúng tôi đã phải chế tác nó trong vòng hơn 2 tháng. Chỉ có 2 người già, 9 em bé cộng với phong cảnh mà chúng tôi phải chế tác hơn 2 tháng. Trong đó thì có một nửa tháng là làm từ ngày đến đêm, từ 7 rưỡi sáng cho đến 8 rưỡi tối. Thì quý vị sẽ nhìn thấy là rất nhiều những cái công sức mà chúng tôi đổ vào đây. Phôi gỗ nó dày 20cm là từ bên bên ngoài của em bé này ăn sâu ở bên trong. Thế nhưng mà chúng tôi đã phá hết những cái tảng gỗ ở đằng sau đi để cho em bé này đứng độc lập. Thì điều này nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng đa chiều, cũng như là cái những người mà yêu thích cái sự kênh bong, yêu thích những cái góc nhìn nhiều chiều để đem lại những cái cảm xúc. Bởi vì là một cái sản phẩm kê ở phòng khách thì đôi khi là có những người đang đứng ở góc này để ngắm bức tranh cũng có thể ngắm được cái bức tiểu cảnh này, có những người thì đứng cao hơn cái tiểu cảnh để ngắm được xuống, thì cái đấy nó cũng tạo ra những cái cảm xúc cho những người xem cái bức tranh. Ở đây là cái tạo hình hai em bé đứng ở bên ngoài và đang bê cái chậu tiền vàng. Trên cái pho tiểu cảnh này thì chúng tôi thiết kế lên một cái em bé tay phải, tay trái thì cầm một cái bông hoa mẫu đơn và đang đứng ở cái thế múa như này, tạo ra một cái hình động. Nó không phải là đứng chơi để chụp ảnh như này nữa, và đây là một cái hình nó mang cái thế chuyển động, nó mang cái sự tinh nghịch của những em bé. Và điều này thì nó tạo ra một cái không khí nó rất là rộn ràng ở trên cái tiểu cảnh. Đây được khẳng định là một cái tiểu cảnh độc nhất từ trước đến nay, không bị trùng với bất kể một cái ý tưởng nào, bất kể ở đâu. Thì cái đấy là cái chúng tôi cam kết với khách hàng. Và thậm chí khi quý vị đang xem cái sản phẩm này, đang xem cái tác phẩm này, thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được rằng từ trước đến nay cũng chưa có một cái chủ đề nào về chúc thọ mà chúng tôi làm hoặc là trên thị trường đã có. Và chúng tôi luôn luôn cam kết với khách hàng đó là tất cả những cái mẫu của tranh gỗ Bùi Gia thì đều được đảm bảo đó là không bao giờ bị đụng hàng với thị trường. Đặc biệt là chúng tôi không bao giờ cóp nhặt hoặc là cóp cái ý tưởng của người khác để làm điều này, nó không có. Tuy chưa ra hết đường nét nhưng quý vị cũng cảm nhận được là một cái nét tươi vui ở trên khuôn mặt của em bé này, đúng không? Sau khi mà ra được những cái đường nét cơ bản như vậy thì bắt đầu chúng tôi đi sâu vào các cái chi tiết. Ở đây quý vị đã bắt đầu nhìn thấy đó là các cái áo của họ này, rồi những cái râu, cái tóc, cái mắt, cái môi, cái răng là đã bắt đầu được mở. Tuy nhiên thì đây là đang mở ở cái góc độ là thô chứ chưa phải là làm nó nét lên nhé quý vị nhé. Đây quý vị đang để ý của cụ bà là còn đang hơi thưa, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nó đang hơi thưa này. Nát nữa những cái ảnh ở sau tôi zoom lên quý vị sẽ nhìn thấy là cái sợi tóc nó mỏng, nó khít, nó sóng, nó mượt. Thì quý vị sẽ được nhìn thấy cái phần mà chúng tôi làm như thế. Thậm chí kể cả tóc của cụ ông này, râu này, lông mày này đều được chúng tôi tỉa sắc nét từng cái cọng ở trên đó một. Rồi tóc của các cái em bé đây cũng như thế, cũng sẽ làm rất là kỹ nét. Em nào cũng rất là vui tươi, em nào cũng rất là hóm hình, đùa nghịch theo đúng cái dáng của cái em bé trong cái ngày đại tiệc của gia đình, ngày mà ông rồi cụ tổ chức cái lễ mừng thọ. Có lẽ là với người già thì cái lễ mừng thọ là một trong những cái lễ mà tuyệt vời nhất trong cuộc đời, mà mỗi người đôi khi chỉ làm được 2-3, nhiều lắm là đến 4 lần, đúng không? Mừng thọ 70, 80, 90, nhiều nhất là lên đến nhiều lắm là lên đến 100 tuổi. Chính vì những cái sự kiện nó rất là lớn và ý nghĩa như vậy, cho nên là trên cái phối cảnh, trên cái bức tranh của chúng tôi phải hình dung ra là nó phải có một cái sự vui tươi, đặc biệt là các em bé càng vui tươi bao nhiêu, càng tinh nghịch bao nhiêu thì nhà cửa nó càng rộn ràng bấy nhiêu. Và ở góc máy này thì quý vị nhìn thấy đó là chỗ con hươu đây đã bắt đầu chúng tôi khoét nó ra để tạo thành hình con hươu. Cái chân nó được kênh bong lên, cái cổ nó tách ra với cái nền của cái tranh. Cái hươu, cái sừng này lát nữa cũng, quý vị cũng sẽ nhìn thấy là nó sẽ bóc tách ra khỏi chỗ này, đứng kênh bong độc lập. Rồi sau đó là lưng của cụ thọ này cũng như thế, bóc dần so với cái nền này. Đến cái khâu mà làm hoàn thiện thì quý vị nhìn thấy là con chim hạc đã bắt đầu được tỉa những cái cánh, tỉa những cái bộ lông ở trên cánh.
Quý vị có tò mò là tại sao chúng tôi lại đang cuốn những cái giấy vào khuôn mặt của những người này không ạ? Không phải là để trông nứt đâu, trông nứt cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng mà quý vị nhìn thấy đằng sau cái bối cảnh của các em bé đang chơi thì vị gia chủ này rất muốn đó là ở phía xa xa là có cái dãy núi này chảy cái thác nước xuống, và xa xa ở cái chỗ thác nước này thì nó lại có một cái hồ sen ở đây. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải thể hiện làm sao được cái hồ sen này nó rất là tươi, nó rất là nhiều chi tiết, và bên cạnh đó lại phải có thêm mấy con cá đang vui chơi. Ví dụ như là tôi zoom xa ra như thế này, quý vị sẽ nhìn thấy nó rất là nhỏ đúng không ạ? Đấy, zoom gần vào như này thì quý vị mới nhìn thấy nó rõ hơn này. Nếu như mà ở bên ngoài mà nhìn ấy thì cái chỗ con cá này nó chỉ bằng đúng cái đầu ngón tay út thôi, nó rất nhỏ, nhỏ tí ti bởi vì nó rất là xa. Chính vì như vậy cho nên là từ cái chỗ đầu của em bé này chọc cái cây đục xuống dưới đây thì nó sẽ đã hết cả một cái đoạn của cây đục như này đó, và đến cái tông đục thì nó to to ra như này. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải cuốn nó lại để mà khi mà đục thì nó không bị va vào mặt và nó không bị lõm hoặc là không bị vết, bởi vì cái gỗ xá xị thì nó rất là mềm, lấy móng tay có thể bấm nó sẽ bị lún xuống. Chính vì như vậy cho nên là khi mà đục á, mà bị va vào thì nó lại bị xít. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải cuốn cái giấy này vào để bảo vệ những cái chi tiết mà chúng tôi đã làm ra. Đây, rồi quý vị nhìn thấy là cây cỏ này ở rất xa và cũng phải làm rất là kỹ này. Cây cỏ ở các cái vách núi, rồi những cái con cá nó đã nhỏ và những cái dâu này chúng tôi cũng phải làm đầy đủ và hoàn thiện cho khách. Rồi trên con cá lại phải tạo ra thêm những cái vảy chứ không thể, bởi vì là cá chép thì nó không phải giống như là con lươn hay là không giống như con cá trê mà nó chỉ có mình trơn đó, mà con cá chép này nó phải có vảy. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải tạo ra đầy đủ cái dâu, cái vảy ở trên 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 mình con cá, mà vốn dĩ là con cá nó đã nhỏ rồi. Chi tiết đó, đây cái tay của người thợ đã đang phải chạm vào các cái chi tiết ở bên trên, là có con hai con chim hạc nó bay ở bên trên cùng với cái đám mây. Thế mà tay của người thợ đã phải chạm vào đây thì mới đặt được cái đục xuống dưới nền đây để đục. Chính vì như vậy cho nên là làm nó mất nhiều thời gian, nó bị lâu là ở chỗ đó quý vị nha. Đây là cái ảnh mà sau khi làm xong, đây là bức hình đã hoàn thiện. Thì quý vị nhìn thấy là bộ râu của cụ thọ đã được chúng tôi tỉa hoàn thiện đây. Rất là nhỏ, rất là sóng, rất là mượt. Nó thể hiện được cái độ bồng, độ uốn lượn của cái bộ râu. Bởi vì là một cái người sống trường thọ nó có sức khỏe tốt ở cái râu đó, nó phải mượt, nó phải bồng bềnh. Chứ còn lưa thưa có một hai cái thì không ăn thua. Chính vì như thế cho nên là tỉa được cái bộ râu, bộ tóc của cụ thọ này phải mất rất nhiều thời gian và cũng phải có một cái tay nghề khá là cao để mới làm được. Quần áo tỉa chúng tôi cũng làm nó rất là mỏng. Quý vị cũng cảm nhận thấy là nó có cái độ bay. Và đây là cái ảnh tổng thể. Thì quý vị nhìn thấy là hai ông bà đứng ở một bên này. Bên đây là có chú Hiêu này. Bên dưới là có hoa mẫu đơn này, cộng với lại hoa cúc này. Nó rất nhỏ nhưng mà chúng tôi phải thực hiện nó rất là tinh tế. Rồi có thêm hoa sen này. Bên tay trái đây thì là hai em bé mặt rất là kháu khỉnh, rất là gọi là hớn hở đúng không ạ? Bê một cái chậu tiền vàng đến để chúc cho ông bà này. Em bé này thì đứng múa, cầm cành hoa để múa. Rồi hai em ở trên cầu, ba em ở trên cầu đây thì đang rước đào tới. Rồi ba em đứng cuốn quýt ở bên ông bà. Với một cái ý nghĩa đó là ông bà về già thì chỉ cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng thôi. Chính vì như thế cho nên là anh khách này thì yêu cầu chúng tôi là làm cái mái nhà gọi là nhà tranh chứ không phải là nhà hiện đại. Và ở đây thì quý vị nhìn thấy rõ hơn là cái phần thác này cộng với lại là phần hoa sen và con cá chép về quý vị này. Đó, nó rất nhỏ, zoom vào đến đây rồi nhưng mà quý vị cũng cảm thấy nó tương đối là nhỏ đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà nhìn từ xa này, nhìn từ xa này nó chỉ bằng đúng một cái đầu đũa ở trên cái bức tiểu cảnh này thôi. Ở phía trên đây thì đã có những con chim hạc đang bay về, và quý vị nhìn thấy là con chim hạc này là cái chân cũng được chúng tôi bóc tách tinh bong ra, cái cánh cũng vậy, và thực tế thì chỉ có cái chỗ mà một nửa cái bụng dưới của con chim hạc này là dính vào cái mây thôi. Nó tạo ra cái sự uyển chuyển cũng như là cái độ thoáng trên cái bức tranh.
Chính vì như thế cho nên là quý vị có thể đứng từ bên phải đây, ngắm đổ vào cũng sẽ nhìn thấy hết cả con hươu, nhìn thấy hết cả lưng của ông bà, nhìn thấy hết cả phần đằng sau. Nếu như đứng cao hơn nhìn từ trên xuống, quý vị cũng sẽ nhìn thấy hết cả dãy núi ở bên trên, cả cái cây tùng, cả những con chim hạc và cả đằng sau lưng. Và quý vị có thể đứng ở bên trái nhìn vào cũng sẽ nhìn thấy hết cả lưng của các em này. Sau khi làm xong thì không phun PU, muốn chơi mộc thì chúng tôi phải thiết kế một cái khung gỗ, một cái gọi là vừa là kỷ và vừa là hộp, hộp kính đặt vào đây thì nó sẽ tôn cái sản phẩm hơn, rồi sau đó lại bảo quản được tốt hơn. Chính vì như vậy cho nên là quý vị nhìn thấy sau khi mà đặt nó vào trong một cái tủ kính như này thì chúng ta cũng cảm thấy là nó trang trọng hơn, nó giá trị hơn và thực sự là nó nâng tầm cái không gian của gia chủ hơn rất nhiều. Và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với quý vị một cái sản phẩm mà vừa mới xong thôi, chiều nay, chiều hôm qua vừa mới xong và giao cho khách, thì ngày hôm nay làm cái clip này để chia sẻ tới quý vị. Và tranh gỗ Bùi Gia thì luôn luôn là như thế, luôn luôn là sáng tạo, luôn luôn là độc bản, luôn luôn là thủ công. Và chúng tôi mong muốn được giới thiệu đem đến với quý vị những cái tác phẩm độc bản và tinh tế. Xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của tranh gỗ Bùi Gia. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.